Kính chào bà con, khi mùa vụ đến gần, cây trồng của bà con đang đối mặt với các vấn đề nghiêm trọng như thổ trái, nứt thân hay xì mũ. Đừng lo lắng nhé, vì giờ đây đã có phốt 1102 gold, chính là giải pháp khắc phục hiệu quả, khắc tinh của các loại bệnh hại này. Chứa thành phần hoạt chất chính gồm có B2O5 hữu hiệu chiếm 30,6%, K2O hữu hiệu chiếm 10,2%, BHH2O chiếm 6, tỷ trọng là 1,47, các chất phụ gia tinh khiết vừa đủ là 100%. Những thành phần này kết hợp với nhau tạo nên hiệu quả vượt trội trong việc phòng chống và phục hồi cây trồng khỏi các bệnh lý như thối trái, nứt thân và xì mũ, giúp cây phát triển khỏe mạnh và đạt năng suất cao, được sản xuất với công nghệ tiên tiến, tác động kép tiên tiến nhất. Đặc biệt với ion H cộng, lưu dẫn hai chiều và kết hợp 100% HBO3 ngũ 2 có tác dụng làm tăng sự ức chế và tăng sức đề kháng với các tác nhân gây ra nấm bệnh. Ngoài ra còn có tác dụng đặc biệt như sau: kết bộ rễ phát triển nhanh, khỏe, rễ phát triển mạnh, tái sinh rễ mới nhanh, chống đổ ngã và các điều kiện thời tiết bất lợi, được cây lưu dẫn đa chiều trong cây, lên lá, thân và xuống rễ. Cân bằng đạm dư thừa trong cây, làm cho cây có màu xanh, bền lâu, làm tăng năng suất, chất lượng, màu sắc bóng đẹp, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, thân thiện với môi trường. Đối với cây ăn trái, tưới hoặc phun toàn thân lá, pha 1ml trên 1 lít nước, quét trực tiếp vào vết bệnh, pha 5ml trên 1 lít nước, cây lúa sử dụng 30-40ml trên 25 lít nước, giai đoạn mạ, để nhánh, làm đồng. Phun máy bay sử dụng 250-300ml trên ha, lưu ý không pha chung với thuốc có gốc đồng, với cách sử dụng đúng liều lượng và thời điểm. Phốt 1102 gold sẽ giúp cho bà con bảo vệ cây trồng khỏi các bệnh gây hại, tăng năng suất và chất lượng mùa vụ. Mọi thắc mắc chi tiết, bà con hãy để lại số điện thoại ngay bên dưới bình luận. Bên em sẽ có ngay đội ngũ kỹ sư nông học tư vấn và hướng dẫn miễn phí cho bà con mình nhé.